Hi, xin chào các bạn đã quay trở lại và mình cũng đã quay trở lại với channel Game Sinh Tồn. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu đến với các bạn là cái ngôi nhà xinh đẹp, cái ngôi biệt thự của mình. Ngôi biệt thự và cũng là một cái mê cung cực kỳ hắc não. Đây là nhà của mình, đây là nhà chính là nhà. Ở bên đây là cái nhà kho. Còn bên đây là nhà chính, mỗi khi biến về thì mình sẽ đứng trên cái bảng welcome này. Đây. Đi vào đây. Đi vào đây thì đây là cái căn phòng chính của nhà mình đó. Ở đây mình đặt một cái bếp, một cái bàn ăn. Nó dễ thương chưa? Cái bếp hiện đang nấu nè, lửa cháy đó rực. Còn ở đây là cái khu vực để ngồi thư giãn. Đấy. Cái ghế này mình nhặt được ở ngoài bãi Tama. Mặc dù đã rách te tua nhưng mà sử dụng vẫn còn tốt, ngồi vẫn là êm cái móng. Còn đây là cái đài radio. Thật ra thì cái chỗ này nên đặt cái tivi là tốt nhất, nhưng mà trong game này mình không tìm thấy được cái tivi nào hết nên mà đặt cái này. Thôi thì nó cũng giống giống vậy cũng được. Ở đây mình có một cái chỗ bông nè, ở bên này một cái đèn nè đó. Ở đây là hướng vô đây là nhà tắm, đây, đây là nhà tắm. Nhà tắm của mình. À. Cái thật ra cái nhà tắm này thì xây ở trên bãi cỏ nên mình để trống một cái lỗ cỏ đó, mình xây trong này luôn cho nó đẹp. Thật ra thì nó là xây ở ngoài trời. Còn ở đây là một cái hành lang. Hành lang dẫn đi vô đây, ra đây là cái gara. Còn đây là phòng ngủ với một cái chiếc giường, một chiếc giường á. Phải chỉ có một cái, thêm một cô nàng xinh xinh này đó, mình sẽ đặt thêm một cái à không, một cái giường là đủ rồi. Chỉ một cái giường thôi. Mình chưa trang trí cái phòng ngủ này. Từ từ mình sẽ trang trí cho nó thêm vài cái đèn lộng lẫy, lung linh. Còn đi bên này là cái gara của mình rồi đó. Đây giàu có chưa anh em, giàu có ghê chưa? Gara trước cái xe tăng này thấy chưa? Đó, cái xe tăng. Xe tăng này thì mình lắp ráp nó còn khá là gian nan, con đường lắp ráp nó khá là gian nan. Và cái quan trọng nhất chính là cái này, ATV transmission này nè. Cái này mình chả biết kiếm nó ở đâu. Không biết là ở chỗ nào mới kiếm được cái này. Có thể là những cái thùng hàng rơi nè, hay là máy bay rơi nè, nhưng mà mình đi nhiều lần rồi nhưng mà mấy chỗ đó không có, hoặc là phải mua. Hoặc là phải mua theo tỷ lệ phần trăm mua được là rất là thấp, mua hên xui nữa chứ. Thiệt là vớ vẩn, mua mà còn hên xui nữa. Xe tăng này thì mình dùng nó để qua những cái vùng đất khác, như là qua những cái rừng gỗ sồi nè, là những cái quặng thép nè. Còn chiếc mô tô đây, chiếc mô tô mình thì sắp xong rồi. Cái lốc máy. Lốc máy còn thiếu 4 cái lốc máy nữa. Một cái tay tay lái. Tay lái này thì mình nghĩ là nó là trong những cái kiện hàng hoặc là mua đồ. Mua đồ bằng tiền nó sẽ ra cái này theo tỷ lệ hên xui. Cái bình xăng này thì cũng vậy. Nên rất là khổ tâm với cái này, không biết làm sao đấy. Cái chiếc này là chiếc mô tô Harley Davidson. Nó dùng để tăng tốc độ di chuyển đến cái vùng đất khác của mình. À, còn chiếc xe tăng này có nghĩa là dùng để di chuyển sang những vùng đất xa xôi. Mình dùng xe tăng mình di chuyển thì không bị zombie nó cào cấu thôi. Còn xe máy, mô tô thì mình di chuyển nhanh hơn. Đó, các bạn biết chưa? Các bạn hiểu vấn đề chưa? Còn ở đây có một cái căn trống lỏng này mình cũng chả biết dùng để làm gì, nhưng mà mình cứ xây nó như vậy. Đó. Tập hôm nay mình sẽ khoe khoang với các bạn về cái ngôi biệt thự của mình. Đó. Cái chỗ này là mình dùng để chứa làm nhà kho, nhà chứa này đó. Những cái thùng hàng mình sắp xếp nó thành thẳng hàng ngang nắp chưa đó. Để bất khi mà mình di chuyển ra vô là nó rất là thuận tiện. Các bạn nên nhớ là sắp xếp nó như thế này rất là thuận tiện để di chuyển đó, thấy chưa? Và mỗi thùng hàng á, mình sẽ đặt nó theo những cái loại đồ khác nhau. Như đây nè, cái này là mình chứa gỗ nè,
Đó, phía trên này thì mình chứa loại những cái lò gỗ dán e dán 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 cắt nè đó. Phía cái thùng hàng trên này thì mình chứa đá nè. Còn cái thùng bên trên này có nghĩa là đá đã được mài dũa nè đó. Còn như thùng này là thép nè, nữa là mặn mặn quặng quặng sắt, cái này là quặng sắt. Phía trên này thì mình chứa quặng sắt đã được nung nè. Đó, nung đúc khói, quặng đúc. Quặng sắt đúc. Đó, mình dẹp cái cục sắt này vô đi. Mình có thêm một cái gọi là ghềnh gòn. Đây là thùng rương chế độ của mình. Nè. Đây là cái kem M16 mình đổi được với cái thằng buôn hàng nè. Đó, rất là hên luôn, đổi nó với hình như là 20 cái đinh. Còn đây là cái katana mình cũng đổi được của nó luôn. Mình không có hát nha, mình chơi mình không bao giờ hát, hát chán lắm, thế nên mình không bao giờ hát nữa. Ê, những cái thẻ à, mình lấy cái thẻ này đi, bây giờ chút xíu nữa mình sẽ đi, mình đi tới cái lăng mộ hay là cái gì đó, à cái gì đó mình không biết, nó là sử dụng thẻ gì, hình như thẻ thẻ R, mình là lấy theo cái thẻ R đi. Đây là cái thùng chứa nước của mình nè đó. Còn ở ngoài này là mình xây nguyên cái hàng rào để ngăn ngừa zombie đó. Anh em thấy chưa, thấy đặc biệt chưa, độc đáo chưa, xây hàng rào hai lớp nè. Ngoài này có con zombie đó, đó nó đâu cắn được mình, đừng đứng sát hàng rào nha, đứng sát hàng rào là nó cào đó, nó đâu có vô được đâu. Đó, đây là một cái hàng rào hai lớp nha anh em, zombie không đi vô được đó, chỉ khi nào mình đi ra thôi. Nó mình đi ra đây mình thịt nó này, dụ nó đi ra ngoài qua đây, không giết nó trong nhà sẽ gây hôi tanh mùi máu của nó lắm, mình nên thịt nó ngoài đi. Ê, nhà của tôi thì tôi để trừ cây, lại tôi không bao giờ đốn cây nên vẫn còn cây xanh rất là đẹp đó, anh em thấy chưa, đó cây đẹp, vẫn để cây cho nó đẹp, hòa hòa mình cùng thiên nhiên. Đây là cái tàu tàu ngựa để cho ngựa ăn, nhưng mà chả biết cách nào để bắt ngựa, mà tôi cũng chả thấy được cái con ngựa nào. Cái vùng đang đứng ở đây gọi là cái gì đây, cái chốt đó. Tôi trừ những cái cửa sổ này nè đó, những cửa sổ này nè dùng để ví dụ như mình đứng ở đây, mình cầm súng mình chĩa ra mình bắn zoom đó, mặc dù nó thật sự thì mình đứng đây mình bắn, là ra ngoài mình bắn thì nó cũng vậy, có cửa sổ hay không nó cũng vậy, nhưng mà mình là tưởng tượng chơi game, là mình nó tưởng tượng cho nó hấp dẫn chứ. Mình sẽ tưởng tượng đứng ở đây cầm súng tỉa ra ngoài phang 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 phang, và khi nào mà mình có rất là nhiều đồng đội ở chung đây, phải không, mỗi thằng đứng một góc như là bắn tỉa ra đó như những cái lỗ châu mai, rất là tuyệt vời đúng không. Đó, đây là cái hành lang hai lớp nha các bạn. Còn ở đây nè, cái này nè mới là đặc biệt nè đó, cái này tôi gọi là cái nhà kho bí mật của tôi, mặc dù những thùng hàng đây thì không có gì hết trơn á đó, nhưng mà tôi làm như vậy nè, tôi để cho những cái thằng người chơi khác ví dụ như xâm nhập nhà của tôi, nhìn qua cửa sổ sẽ thấy ở đây những cái kiện hàng nó sẽ đặt bom nổ ở đây. Vậy đặt bom nổ ở đây thì sao, thì nó sẽ bị hết bom thì nó sẽ không đặt vô căn cái nhà kho chính của tôi là ở đây đó. Thấy chưa, điểm thúi, rất là điểm thúi. Hey, anh em nhìn lại nhà tôi nè, đẹp đẹp chưa, kiến trúc rất là đẹp luôn, nó có hành lang đi ngang qua đây nè, cái này là có một cái vách vách tường nè để ngăn qua đây để không bị như là ảnh hưởng giấc ngủ nè đó, thấy chưa. Thì ơi, anh em mà vô nhà của tôi mà đi lạc luôn á, không có người dẫn dắt là lạc luôn á. Đây là nhà kho, giờ tôi để hai cái vách này chừa một cái đường trống gì đi cho nó thoải mái đó. Ở đây là nhà, cái nhà xưởng với rất nhiều bàn dụng cụ. Ngoài này là hai cái nhà, nó hai cái lò luyện thép, luyện sắt.
quá đẹp chưa. À, bây giờ thì không khoe khoang nữa, giờ thì đi ra ngoài chiến đó nào. Rồi sẽ uống thêm một ít nước trước khi đi ra ngoài, ăn một ít thức ăn. À, lấy cái chai ra ngoài hứng nước luôn đi. Ủa bậy rồi, bậy rồi, bậy rồi. Lấy thêm một ít băng co thép nữa. Cũng như phòng thờ. Rồi đây lấy thêm một ít thức ăn nữa đi. Đây. Nó rất là hơi nhiều đó. Bỏ nha. Rồi. Bây giờ thì cầm cái dao, một cái dao và một cái ghẻ đánh gôn, ok. Giờ tôi sẽ đi đâu ta? Đi sẽ tới cái bunker. Bây giờ mình sẽ di chuyển tới một cái bunker cấp độ màu cam đi. Ở đây tôi chưa đi thử, tôi chỉ mới đến cửa mà tôi đem lộn cái cạc không vô được. Nên bây giờ tôi sẽ đi đến đó. Hình như tôi nhớ là cạc R thì phải. Đây này, bunker này rất là xa. Còn một cái này thì không qua được. Còn ở đây thì gần hơn, hay là mình ở mới này mình đi rồi, mình không đi đó nữa. Cái chung này tôi đi thử rồi, qua nó vả cho sắp mặt lờ luôn, có một cái con đại ca của Minh Béo. Còn đây nè, những cái rừng sòi nè. Mình muốn đi qua ra cái rừng sòi này thì mình cần phải có xe tăng. Mà chưa đủ đồ để làm xe tăng. Giờ đi qua cái bunker này đi, mất 48 energy. Mất 48 energy còn phải mất 20 mấy giây để di chuyển đó. Thiệt là thời gian của người ta. Thời gian là tiền bạc mà. Vậy làm sao mà hợp lý được chứ? Thế là bất hợp lý. Game này rất là đẹp nha. Mang dù điện thoại nhưng mà nó rất là chi tiết. Dù thế nào, theo thời gian hiện tại thì bây giờ là 12:14 và nhiệt độ là 19 độ C. Nhiệt độ là lạnh ha, lạnh à. Nhiệt độ này lên là teo Siri đó, thành Siri đông lạnh đó. À, bây giờ mình sẽ tôi quên đem theo cái rượu để đốn cây ở đây, thiệt tình. Thôi mà thôi đi, bỏ đi, không tham của rơi. Oh shit, rồi bảy rồi, xong mẹ nó rồi. Cái này là cần cái thẻ B. Ôi trời ơi, đi bảy rồi, cần thẻ B. Đem thẻ R, ngáo, quên, tôi quên anh em ơi. Trời ơi, thôi đi ra. Mất mặt quá. Cái thẻ B mà đi đem thẻ R. À không, hình như là tôi nhớ thẻ R. Hình như mỗi lần nó đổi thẻ á. Nó đổi thẻ anh em ơi. Chứ không phải là tôi quên đâu, tôi nhớ rõ là thẻ R. Vậy là mỗi lần di chuyển vô là nó đổi thẻ. Vậy là muốn đi là mình nên đem hết theo tất cả các loại thẻ. Cho nó Ê, mình đi vô đây thử không ta? Hình như trên người tôi có cái gì ta? Có cái gì quý giá không? Có. Đi vô thử đi ha. Nó mà dí thì mình chạy thôi. Nó dí thì mình chạy thôi. Có gì đâu. Xong, hết energy luôn. Còn 14 à. Vô đây anh em ơi. Cái đây là cái hang ổ của bọn zombie đỏ đỏ đang di chuyển theo cái thanh mũi tên nè. Đó là hang ổ của nó đó. Theo tôi biết thì những cái đốm mà đỏ đỏ này nè, những cái điểm đỏ đỏ này là có một cái con zombie cực kỳ mạnh. Nó rất là trâu. Hoài không má chết. Nó hao máu rất là ít. Đánh hao một hai máu. Biết bao giờ mới chết. Mà ý là bắn súng nữa đó.
Còn bây giờ tôi cầm dao cùng thì chém nó như thế nào, chém nó mẻ dao luôn á. Ê, tôi đang lo quá nè. Hay là mình đi tham quan thôi. Mà đi tham quan thấy động tĩnh như thế nào không ổn thì mình tẩu. Tẩu như phi. Nó mới vừa có khách tiếp rồi thấy chưa. Mấy con này thì thòn sòn sòn thôi. Ê đó 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 đó. Nó kìa. Nó nhanh lắm. Ôi trời ơi, ôi trời ơi, trời ơi. Ôi trời ơi, tha em anh ơi, đại ca mình béo. Tha em anh ơi. Ôi đó đó đó, mình béo. Ôi đó, mình béo này, mình béo ghẻ phát sáng. Tụi đóng vậy, giật máy luôn, thôi chạy ra. Chạy ra tẩu. Ôi trời ơi, mình béo dẫn đại ca đó, dí sắp mà. Ôi trời ơi, thiệt đáng sợ. Ôi mình béo ghẻ phát sáng dẫn đại ca đến. Hiểu chưa, tôi nói rồi mà. Ở vùng đất này là vùng đất Minh Béo là có đại ca bảo kê sao mà vô được. Vô là nó dí sập mặt. Thôi tập này như vậy thôi, hết energy rồi chơi khỉ gì nữa. Tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại là tập sau không chơi ngu nữa.